sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương được mang tên Con đường đến trường. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Một chiều đi trên con đường này, qua điểm vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi, đường về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chất sống trong tôi, về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Xin chân thành cảm ơn quý vị.